Em chạy nhanh quá ha. Nhanh hơn rùa luôn á. Trời ơi, nhanh hết mức của em rồi đó, không có nhanh hơn rùa nữa đâu. Em biết không, con đường này nè, người ta cho chạy 60 km. Em chạy, để em coi. Trời ơi, chưa tới 25 km/h nữa. Không được đâu anh ơi, tới đây là hết rồi, nhanh lắm rồi. Kìa, người ta đang bóp còi kìa. Trời ơi, làm gì bóp kèn dữ vậy? Người ta cũng phải biết là người ta đang tập lái chứ. Tập lái gì? Người ta bóp còi đúng rồi. Mình cản trở người ta quá mà. Đang run lắm đúng không? Ê, làm gì vậy? Nè, cái chân anh làm cái gì vậy? Chạy. Vậy đang giúp cho em đó mà. Trời ơi, em chạy vậy không biết chừng nào mới có bằng luôn á. Từ từ từ, em cố gắng thôi. Không biết để em lần sau em ráng hơn được không? Chứ lần này chịu hết nổi rồi, đau tim quá à. Tim mình cũng đau quá. Bộ, cô nghĩ là chú làm chuyện đó thiệt hả cô? Rõ ràng luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà con nghĩ, mặc dù chú không đưa ra được bằng chứng là chú vô tội, nhưng ngoài lời của cô Thi ra thì mình cũng đâu có chứng cứ nào để buộc tội chú đâu cô. Nhưng mà cô tin đó là sự thật. Cô chắc chắn hả cô? Chắc chắn. Mà sao cô lại tin chắc đến vậy hả? Là linh cảm. Linh cảm của một người vợ luôn luôn là đúng. Người ta kêu là giác quan thứ 6 đó con. Thế nào nhanh được hả thầy ơi? Bây giờ tới phiên tôi ăn ớt nè. Cô chạy cái kiểu gì thì chừng nào mới có bằng lái xe. Cô đạp nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên giùm tôi. Không được đâu thầy ơi, cũng không thể nào nhanh thêm được nữa. Đó, cô thấy chưa? Cô chạy còn chậm hơn người ta chạy bộ nữa rồi kìa. Cái chân ga nào mới tay phải. Cái gì vậy trời ơi? Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Thầy, ủa hai thầy đổi ca cho nhau luôn hả thầy? Chạy nhanh lên! Thầy ơi, thầy nói giống như y chang thầy hồi nãy à. Chạy nhanh lên nhưng mà cũng không chạy tới cỡ này thôi à thầy. Tôi không phải là thầy, chạy nhanh lên! À, vậy là cô hả? Cầm túi sách là cô phải không? Cô bị cô, tao biểu mày chạy nhanh lên con quỷ cái! Thầy, thầy la em cũng không có chạy nhanh được nữa đâu. Em chạy nhanh hết sức có thể, thầy đừng có la em nữa. Thầy cái đầu mày á, tao là cướp đây, chạy nhanh lên! Dạ. Sao đâu biểu mày chạy nhanh lên mà vẫn là ghê ghê vậy? Anh ơi, em xin lỗi. Tại vì em mới tập lái. Em chạy nhẹ nhanh hết sức rồi. À, không ai thông cảm, anh đổi xe giùm em được không? Trời ơi, bạn cướp mình vô ngay cái xe tập lái. Tao giết mày đó. Mày chạy nhanh lên ra đâu đi. Tao hiểu mày chạy nhanh mày hả? Mày sao mày vẫn là lề lề vậy? Gì ngoại tinh? Cái thằng kia, bây giờ mày vẫn khăng khăng là mày vô tội đúng không? Trời ơi, con đã nói với bà cả trăm lần rồi, con bị quan thiệt mà. Quan hả? Quan thì lấy nó ra. Ba, cái đó là cái gì vậy? Đây là cái máy phát hiện nói dối, ba mới mượn về đó. Ba đem cái máy này về làm gì? Thì để thử coi nó có nói dối hay không. Ba, con thấy cái máy này nhìn giống đồ chơi quá, đáng tin không vậy ba? Thì bây giờ thử đi. Thôi được, để chứng minh chuyện xong sạch của con sẽ thử cái máy này. Nếu như con không có nói dối, từ đây về sau ba không được chỉ trích con nữa. Ba đồng ý, nhưng ba cho con một cơ hội cuối cùng phải nói ra sự thật. Bởi vì chỉ cần con nói dối thôi, con sẽ bị điện giật. Được thôi, muốn thử thì con thử. Còn em thì sao? Anh cứ thử đi. Được, bây giờ con phải làm sao? Cho tay vô.
bấm nút on. Bây giờ bấm nút on đúng không? Bấm. Nhìn vào ba, Ngọc con có sờ mông bé Thi không? Chắc chắn là con không có sờ mông cô Thi. Đó, ba thấy chưa? Có giật đâu. Nó giật rồi, nó nói dối, nó nói dối. Đồ, đồ con nói dối, từ từ, đồ biến thái. Từ từ, bình tĩnh lại, bình tĩnh nha. Cái máy này chắc chắn có vấn đề, nó bị hư à. Hư là mày hư, là mày là cái thằng hư đốt đó. Ba cho con thử một lần nữa đi, con không có làm thiệt mà. Tại sao chị kỳ vậy? Lần nữa nha. Lần nữa. Mày bỏ on nha. Ngọc con có sờ mông bé Thi không? Không hề sờ. Tôi Nguyễn Minh Ngọc, tôi xin thề tôi không có sờ mông của cô Thi. Trời ơi, đúng, nó sờ mông thằng thứ đúng. Trời ơi, Nguyễn Minh Ngọc, ba lần rồi nha. Tôi nói cho anh biết, bây giờ mà anh lại gần tôi là tôi đá anh. Tay nhanh lên. Anh chạy cố gắng hết sức rồi. Nó là tụi mày ơi, cứu em, cứu em. Hey, mấy người dí theo tụi bắn con nhỏ này chết theo ra. Đừng dí theo, ông bắn em đi. Đừng dí theo. Đồng chí, an toàn cho con tin trước đã. Dừng lại chưa vậy? Dừng rồi anh ơi. Thì chạy chạy nhanh lên. Dạ. Sao mày cứ chạy hoài vậy? Không chạy nhanh được mà. Kéo của kia xe lên. Kéo kia xe. Chạy nhanh lên. Nó em đã nói rồi. Em đang tập lái em chưa có bằng mà anh đừng có nạt nọ em. Em lại anh đừng có nọ em nữa. Chụp lại mày. Mày làm ơn mày chạy nhanh giùm tao được không? Tao mới lại mày đó, mày chạy nhanh lên giùm tao đi. Em nói em chưa có bằng lái mà không có chạy nhanh được đâu. Không biết đổi tàu nhanh. Tao cũng chưa có bằng luôn, mày chạy giùm tao được không? Bây giờ mày có bao nhiêu ga, bao nhiêu số mày đạp hết cho tao, lẹ lên. Không được mà, không có bằng mà. Quẹo phải đi. Từ, đừng thôi, em đem xi nhan cái. Đỡ phải không? Ê, mày xi nhan, mày báo hiệu công an. Dí theo tao hả? Tắt, không cần. Dạ, anh đừng la nữa. Anh ơi, hình như trước mặt là vô cao tốc hay sao á. Đúng ý tao rồi đó. Bây giờ mày đạp 100 cây số một giờ cho tao, lẹ lên. Không được, anh đừng có bằng anh. Chưa bao giờ vô cao tốc đó. Không được đâu, không chạy được đâu anh, nguy hiểm lắm. Bây giờ mày chạy không? Hay là muốn chết? À, ủa, tới rồi hả? Con ngồi đi. Con uống gì không? Dạ con cảm ơn chú, mà con không uống. Chú gọi con tới đây có chuyện gì không chú? Thật sự á, chú không còn mặt mũi nào để mà nhìn con nữa. Không phải là con có ý định là kiện thằng Ngọc đó chứ? Dạ con vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó. Thi à, chú xin con là đừng làm lớn cái chuyện này lên con. Bởi vì thằng Ngọc vốn dĩ nó không phải là người như vậy, mà con cũng thừa biết mà. Con biết nhưng mà... Thôi thì bây giờ để con coi như là đó là cái vô tình nó phạm phải cái lỗi lầm đi. Bỏ qua cho nó ha con. Đây, cái này là gửi con. Cái này là cái gì vậy chú? Thì coi như là cái chi phí để con đi nghỉ phép. Chi phí nghỉ phép? Tại vì nếu mình có cái này thì mình đi nghỉ phép khoảng chừng 15 ngày cho nó thoải mái tinh thần. Sau đó mình về mình làm việc tiếp hả con? Dạ con cảm ơn chú. Bây giờ con sẽ vừa đi nghỉ phép và con vừa suy nghĩ về chuyện đó. Vậy đi. Nhanh lên! Nhanh quá anh ơi! Mày chạy nhanh như... Đây đó!
người ơi vậy? Anh ơi, thì ra là tốc độ cao là vậy hả? Đã quá. Trời ơi, thấy tao kêu mày chạy 100 thôi. Mày chạy 120 rồi kìa. Chị nhanh dữ vậy ta? Em không biết luôn á. Anh ơi, em xin ra là dành cho tốc độ anh ơi. Cuối cùng á, em cũng đã phá vỡ được rào cản của bản thân mình rồi. Anh ơi, bắt tao lại quá vậy. Coi chừng, coi chừng cái ổ. Dạ. Đã quá anh ơi. Anh ơi, thử nha, thử cái này.